Chào cả nhà, hôm nay em đi leo núi thì có những cái cảnh bây giờ bên Hàn Quốc là đang vào mùa xuân, thì hiện tại thì chỉ có những cái cành cây nó qua nó đâm những cái đọt non thôi nhưng mà chưa có nở hoa nhiều. Thì một lát đây là em sẽ đi lại công viên bên kia, nó sẽ có nở hoa với lại có những cái tòa nhà ngày xưa của người Hàn Quốc người ta ở á, em sẽ quay cho mọi người chiêm ngưỡng nha. Mọi người theo bước chân em nhé. Đây thì chỗ leo núi nó giống như là cái công viên gì đó cả nhà ơi, nhìn nó rất là đẹp. Hiện tại là nó chỉ mới có qua, nó chỉ có mấy nụ đỡ đỡ giống như nụ mai bên Việt Nam mình vậy đó, khoảng chừng tuần 2 tuần nữa. Trong kia nó có hoa nở rồi đó, mà hoa màu vàng. Mệt quá, chưa đi đã thấy mệt rồi. Tới kìa. Sắp tới rồi, sắp tới công viên bên kia, nơi nhà cổ rồi. Mùa xuân thì lấy cái này, nó mấy cây này là nó đâm lộc nè, nãy trời nè đó. Còn khoảng 1 tuần nữa thôi, tuần nữa là mấy cây này nè nó nở ra bông lá đầy đủ đẹp lắm. Mọi người thấy đẹp cực kỳ không, dễ thương không? Cái đó cái gì vậy? Hoa à? Cái này cái hoa trước cửa nhà em có nè, hoa hồng, giống giống hoa hồng vậy đó. Cái này cái chanh như quất gì đây, cái chanh, cái chanh, cái chanh, cái chanh ở đây ta cũng có bán, người hàng ta bán nè mọi người, đẹp ghê chưa. Nhà bà gì rồi, nhà bà gì rồi nhiều vãi trưởng, nhà bà gì ở ngoài hiên đi, bà gì rồi, nhà chị Tuyết hả? Không, nhà bà gì rồi, bà gì già già 68 ấy. Wow, trời đẹp luôn nè, xương rồng nè mọi người ơi, wow đẹp quá, kỳ đẹp luôn. Mùa xuân thì người ta bán những cái cây xương rồng nè, cực kỳ đẹp. Chị Hương lát về đây mình ghé đây mình mua mấy này chị Hương. Đẹp cực kỳ luôn nè bà con ơi. Wow, đẹp luôn. Chukumataka. Hả? Chukumataka sa. Ủa, đẹp luôn. Hoa lan nè mọi người ơi. Wow, đẹp quá trời đẹp. Đó cái dâu, cái dâu kìa, dâu tay tay kia, tay kia chút về mua đó. Ừ. Nè cả nhà ơi, tưởng giờ đi đuối quá trời đuối luôn. Đây tới rồi đây, qua bây giờ là qua nở lai gai rồi đó. Là công viên lớn nè, ở khu mình ở gần và là cách qua đây cũng khoảng chừng đi bộ khoảng 20 phút, mà đi xe buýt thì rất là nhanh, thì 10 phút là tới rồi. Cực kỳ đẹp luôn, cả nhà thấy không, cực kỳ đẹp, hoa nở rất là đẹp luôn. Phan chị để em quay cái đó. Cực kỳ đẹp không? Đó, hoa nở đó mọi người ơi. Còn nhà đó là nhà cổ, ở Hàn Quốc nhà cổ đó. Hoa đã nở rồi đây, hoa anh đào, cực kỳ đẹp.
Ban Đào đẹp cực kỳ luôn này cả nhà. Đó. Cực kỳ đẹp. Thích chưa? Cái này là mới nó nở thôi đó. Vài tuần nữa đi mọi người sẽ thấy nguyên một đất nước Hàn Quốc nó sẽ chìm trong một cái hoa nó nở gỗ nguyên một cái đất nước Hàn Quốc luôn. Cái này là những cái ngôi nhà của người Hàn mà ngày xưa người ta ở đó. Ngôi nhà cổ. Một lát mình sẽ tìm cách mình vào đó cho mọi người biết. Này hoa đào, nhìn cảnh đẹp ghiền chưa? Ở Hàn Quốc thì đó đẹp quá trời luôn. Hoa nở nhìn đẹp chưa? Cả nhà thấy ghiền chưa? Đẹp chưa? Cái này chỉ là mới phần nửa thôi. Khoảng một tuần nữa là cả nhà nhìn hả? Hoa anh đào nhiều lắm. Một tuần nữa. Một tuần nữa là cả nước của Hàn Quốc chìm trong một làng hoa anh đào rực rỡ, đẹp cực kỳ luôn nha cả nhà. Mùa xuân ở Hàn thì được đi ngắm hoa. Cho nên người Hàn người ta thích mùa xuân lắm. Mùa xuân nó được cái nó ấm áp, nó mát mẻ. Và được đi ngắm hoa nữa. Còn ở Việt Nam mình cũng ngắm hoa nhưng mà hoa anh đào nó không có nhiều như bên Hàn. Cả nhà nhìn cực kỳ đẹp. Còn đây là nhà xưa của người Hàn. Đi tiếp chị, đi vòng quanh đó luôn. Lấy áo đi. Hoa nó rụng nè cả nhà. Ở đây hoa nó nở sớm nên là hoa nó rụng rồi. Có nhiều chỗ nó còn nó chưa rụng á, sau này để đi vài bữa nữa cho mọi người ngắm còn đẹp hơn gì nữa. Ở đây có Corona nè, cho nên đó là dạo này có Corona là công viên này nó đi mà ít người. Chứ nếu mà bình thường không có Corona ở đây rất là vui. Nè những cái cây này á là bây giờ nó chuẩn bị nở hoa. Thì nó búp búp. Búp 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 nè. Nó búp búp nè không? Là khoảng chừng lá nó nằm đâm chồi nảy lọc nè. Khoảng chừng từng hai tuần nữa là mấy cái lá này nè nó ra bông ra lá đẹp lắm. Nè còn cây này hả, bây giờ nó đang chỗ bông nó giống như cây mai mình nè, nó búp 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 nè.
Đẹp kìa không? Đó, nó có đúc đó. Khoảng chừng tuần là nó có bông nở rồi đó. Đẹp dễ chưa? Quá trời đẹp luôn. Nhìn thích lắm. Ủa tới đây bít đường á ta? Còn leo lên trên kia đó mà. Thôi em muốn leo. Đi trở lại. Chị Hương ơi, hết đường rồi quay trở lại. Cái đó leo lên núi. Thôi trở lại qua bên kia. Bên kia nó rộng hơn nữa. Nhìn thích không cả nhà ơi? Tuần sau em sẽ cho cả nhà thấy nhiều cảnh còn đẹp nữa nha. Đi bộ qua bên kia. Nãy ta ngủ trước, sáng giờ không chịu làm la. Đây cả nhà nhìn nè nghe. Nhưng cái người Hà, cái đất nước Hàn Quốc này á, cũng như cái như mấy người nhà ngày xưa á, là giống như mấy cái này nè, là cái hàng rào của người ta nè. Là cái hàng rào. Thấy không? Còn bên trong của họ là có mấy cái nhà bên trong ta ở gì đó. Nó một cái hàng rào. Rồi cái nhà bên trong. Đó. Một lát á mình sẽ tìm cách mình vào đó để cho mọi người thấy ở Hàn Quốc cái nhà truyền thống của họ, cái nhà ngày xưa. Cái này là nhà dành cho mấy người giàu á, còn cái người Hàn mà mấy người nghèo mà ngày xưa ở á, thì người ta lợp cái lá bên trên đó là lá bằng bằng chanh á, bằng gạo, giống như bên Việt Nam mình ta kêu là nhà chanh á, thì bên Hàn với bên Việt Nam mình cũng giống giống vậy đó. Nhưng mà cái truyền thống, cái nhà của người Hàn ngày xưa là nó xây bằng cái ngói màu đen, nhưng mà bây giờ là nó là ngói đỏ, nhưng mà giờ ngày xưa là cái ngói màu đen. Nhìn nó có một cái gì đó nó huyền bí, nó cổ kính. Chị Hương ơi, đây mọi người cười, mọi người đi với mình ngắm cảnh đẹp cực kỳ luôn không? Bên đây người Hàn người ta thích nuôi chó kiển, chó nhỏ nhỏ vậy đó, cực kỳ khôn, thích cưng không? Người nào mà chưa lấy chồng là người ta nghĩ là người ta sống với một con chó vậy đó, thích cưng làm bầu bạn vậy đó. Mà người Hàn á đa số là người ta không có thích sống, không có thích cưới vợ gả chồng rồi như người Việt mình đâu, cũng như là người ta thích sống độc thân thoải mái hơn, không có gò bó. Phụ nữ người Hàn á nên đa số người ta thích sống rồi người ta nuôi chó vậy đó. Đây mình sẽ vào đây. Công viên này lớn lắm.
do mùa đông nó mới chuyển qua mùa xuân, nó không có trang trí nhiều. Để vài bữa nó trang trí nhiều đẹp lắm. Đây mình sẽ vô đây, vô cái nhà cổ đây. Nhà cổ này bây giờ là nó làm luôn cả cái quán ăn luôn nha cả nhà. Đây. Là cái mộc của đất nước Hàn Quốc nha. Cái này là biểu tượng cho cái hoa dâm bụt á, là nó để đất nước Hàn Quốc thì cái hoa dâm bụt đó là biểu tượng cho cái hoa, đó là biểu tượng cho đất nước của nó đó. Này bán đồ với lại món ăn, trong đây thì người ta có bán món ăn nữa, bán món ăn hàng. Bước vào nhà, không cho vô rồi, chỉ được đi nhìn ở bên ngoài thôi chứ không cho, tao không cho vô nhà rồi cả nhà ơi. Chỉ bước vào cổng thôi chứ không được đi ra ngoài, không được vô nhà. Đây là cái cổng của Hàn Quốc của người ngày xưa của Hàn nè, là những người nhà giàu, thiệt là giàu, giống như cái gia tộc vậy đó. Do em mới qua cũng có 3-4 năm thôi, em chưa có hiểu về vấn đề hiểu nhiều về vấn đề nhà của Hàn lắm, nhưng mà em chỉ biết thì chút đỉnh gì đó thì em sẽ nhờ xe, em sẽ hướng, em sẽ biết được cái gì thì em kể cho mọi người nghe. Còn nếu mà anh chị em nào biết gì thì nói để em rút được kinh nghiệm. Đây thì người Hàn ngày xưa người ta cũng dùng tiếng Trung Quốc là tiếng chính, giống như Việt Nam mình ngày xưa vậy thôi. Thì sau đó từ từ nó mới chuyển qua chữ Hàn. Thì kiến trúc của Hàn thì người ta xây cái nhà thì bên trong có mấy cây gỗ chỉ ra gì nè đó. Mà những cái nhà như vậy là ngày xưa là người ta kêu là nhà giàu lắm rồi đó. Là ngày xưa cái nhà của người Hàn ngày xưa là mùa đông á, là người ta có một cái lò như vậy để người ta bỏ củi vào để người ta sưởi ấm á, giống như mùa đông thì người ta bỏ củi vào cái hang này nè để người ta đốt lên, nó sưởi ấm lên từ cái nền nhà đi lên. Cho nên đó là cái bây giờ có một số người Hàn á, là cái nhà của họ là ở thôn quê á, là người ta cũng dùng như vậy, cũng là nấu, cũng là chụm củi bỏ vô trong cái hang này nè, rồi cái đầu cho khói nó lên, có cái độ nóng nó lên cái nền nhà đang cho người ta ở mùa đông nó ấm áp hơn. Thì một số nhà dưới quê cũng giống như vậy, mà bây giờ thì đa số thì ít, nhưng mà cũng còn một ít gì thôi. Tại sao mà người Hàn á, người ta xây cái nhà giống như cái nhà sàn không? Tại vì cái đất nước của họ là
theo mình hiểu á nha, là cái đất nước của họ là nó có biển, có núi với gừng nhiều á, cho nên nếu mà mình cắt nhà mà nó sát đất quá thì có những côn trùng này kia, con sâu bọ này nọ đó, cho nên là họ xây á, lúc nào họ cũng kê lên gì nè, nó ấy gì để mà mấy con sâu bọ nó không có lên, nó không có bò lên được nhiều á, cho nên á người Hàn á là đa số là người ta xây cái nhà giống giống như nhà sàn để cho nó sạch sẽ, nó chống được cái con trùng gắn gít đồ này kia. Thì cái đó là theo bạn Phước hiểu. Còn nếu mà người nào hiểu về vấn đề nhà cửa và là cách sống của Hàn Quốc hơn thì nói thêm để cho em học hỏi kinh nghiệm hơn. Tại vì em mới qua có mà 3-4 năm thôi, em cũng chưa hiểu về cuộc sống của Hàn Quốc nhiều lắm. Nhưng mà em thực tế thì em biết gì thì em suy nghĩ gì thì em kể cho mọi người nghe, để cho mọi người tìm hiểu và xem cách sống của Hàn Quốc như thế nào. Đó, đây là nhà cổ của người của Hàn Quốc ngày xưa nha. Đây cũng là có thể là cũng nơi vui chơi dân, nơi công viên văn hóa của người Hàn, di tích lịch sử gì đó. Tại vì em cũng chưa biết tiếng Gành lắm cho nên là em biết nhiều thì em sẽ quay cho mọi người hiểu biết thêm. Đó, đây là cái hướng dẫn của cách người ta chỉ dẫn cho mình hiểu đó. Là cái này là làm sao vậy đó, nhà này cắt làm sao với cái địa hình làm sao nè 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 chút cơm mà đây nè nè chỗ cái pháp tông sam hô pháp từ xa đây chỗ cái na đây á Việt Nam nè. Chị 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 bà là hướng dẫn viên du lịch mà người Hàn á, bà tính chỉ dạy mình gì đó mà mình không dám nói chuyện với bà nhiều. Đẹp ghê chưa? Đây là hoa tulip nó lên nè mọi cả nhà. Đó, khoảng chừng từng 2 tuần nó nở bông đó. Thấy không? Thấy mấy cây màu vàng đẹp không già?
Đó, đẹp quá trời đẹp luôn. Đây rồi, thôi em quay video tới hết công viên rồi mọi người ơi. Thì hẹn mọi người tuần sau có video mới cho mọi người nghe. Mọi người vui lòng nhắn đăng ký và like để cho em có động lực làm video thêm để quay cho mọi người thưởng thức nha. Cảm ơn mọi người nghe. Chúc cả nhà vui vẻ nha. Bye bye.